Xin cho chúng con được bổ dưỡng gửi mình và bảo con Chúa và được trả
Lương truyền đạo cùng Chúa cho con. Thầy Chúa, chúng con nguyện xin với bài giảng này cho lại những an ơn đầu cho tất cả thế giới. Xin thương là chuẩn bị Chúa trên đời lớn như trần gian để vững mạnh trong tâm lý và sức linh. Cùng với các hội tế Chúa, tới giáo hoàng Francisco, Việt Giang Hồ, em cùng các giáo hội đã và toàn thể các giáo hội, giáo sĩ, tu sĩ nhà nữ và tất cả dân truyền Chúa. Xin chúc thường nhân đây câu của gia đình và cho các trường hợp trước tôn nhà Chúa đầy. Thầy cha nhân từ xin đưa bà tụ hỏi con cái cha đang cảm cảm thân thể với cha. Xin cha từ nghề những anh chị em chúng con đã đi trần. Và con người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quý của chúng con đã sống dạy bậc cha và nay đã hiểu khỏi thế. Xin thương nhận kết thảy và tự cha. Nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau đợi lời khuyên mang cha muôn đời. Nhân người cha cho chồng ta mọi ơn lành cho thế gian. Xin nhờ người hiệp với người là chồng người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là cha hoàng năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần. Đến